Chào các bạn, đây là Tài đây. Trong cái video này đó, Tài muốn chia sẻ với các bạn một cái câu nói hồi xưa, người xưa bên Việt Nam mình thường nói, mà liền bây giờ Tài nghĩ là chắc bên Việt Nam mà bạn cũng nghe cái câu nói này nhiều lắm. Câu nói này là câu một bước sai lầm ngàn thu ân hận á. Đó là cho mấy mà đứa Việt Nam mà bên mà ngoài nước Việt Nam mình mà không biết á, cái đó là dịch lại mà tiếng Mỹ đó là you know one mistake can cause a thousand autumns of regret. Cái đó là mình đi mình làm một cái mà gì sai lầm á, hay là mình đi một bước sai lầm đó rồi xong mình sẽ ăn hận cái mà cái vấn đề mà mình làm đó cho 1.000 năm lận hay là 1.000 mùa mà thu lận. Trong nước Việt Nam mình á, với lại trong cái mà phong tục người Việt Nam mình á, mình nói cái câu đó thường lắm. Xong rồi hồi đó giờ mấy người Việt Nam mà lớn tuổi bên mà bên Mỹ này nè, Tài cũng mà nghe người ta nói cái câu nói đó thường lắm. Mà trong cái video này Tài muốn mời bạn mà ngồi xuống rồi xong rồi xem cái câu nói này với Tài để mình coi thử cái lời nói này nó có cái sự thật giống hay không. Hồi xưa đó từ năm 2000 tới mà 2006 đó, Tài có một cơ hội á để mà học mà đạo Phật á cho lâu lắm. Mỗi ngày á, Tài mà thức dậy xong rồi thiền cho mà nửa tiếng đồng hồ, rồi xong rồi trước khi mà đi ngủ ban đêm đó, rồi xong rồi Tài mà thiền mà cũng mà nửa tiếng đồng hồ nữa. Tại trong cái mà chương trình mà cái mà thiền tông mà cái môn Phật mà Tài học cuốc đó, nó dạy mình mà thiền nhiều lắm, không có mà đọc sách nhiều, chỉ ngồi đó thiền rồi xong để cho tự cái mà cái tinh thần mình nó sáng sủa lên đó. Xong rồi trong cái thời gian đó Tài có đọc mà một cuốn mà kinh sách của mà ông Phật đó, ông bảo rằng là nhiều người tin rằng là mình mà mình nghĩ rằng là mình bị trong cái hoàn cảnh mình bị đó, mình đầu thai lại hay là tùy theo các bạn mà tin hay là không đó, nó không có thành vấn đề. Một cái mà vấn đề mà ông Phật cũng dạy mà nó thành vấn đề là cái thì như là nó không có cần thiết là cái hoàn cảnh hồi xưa của mình là làm sao. Cái hoàn cảnh của mình liền bây giờ đó, tại của mình ở liền bây giờ trong cái phút này, trong cái giờ này, trong cái mà ngày này đó, trong cái tuần này đó, là mình có cái cơ hội đó để mình có cơ hội để mình thay đổi cái tính tình mình, không thôi mình thay đổi cái hướng đi của mình. Thí dụ như bạn tin rằng là ông trời sanh ra là bạn nghèo, hay là ông trời sanh ra là bạn không có mà gia đình giàu, hay là không có cái sự ăn học mà bạn có muốn đi, cái đó không sao. Dù cái đó nó có sự thật hay là không sự thật đó, mình nó không cần thiết, mà cái cần thiết là liền tại ngay bây giờ đó mình có cái cơ hội đó để mình thay đổi cái vấn đề đó. Thí dụ như mà hồi xưa đó, tại trong cái gia đình nghèo bên mà Mỹ này đó, qua bên Mỹ mà xong gia đình Tài nghèo đó, không Tài có cái mà cơ hội đó, Tài chọn á là đi tìm cách đó để đi học đại học đó. Không thôi Tài tìm cách để đi bán tầm bậy tầm bạ, bán bạc phiến rồi xong mấy đồ tầm bậy tầm bạ ở ngoài đường á, không, cái đó là cái chọn lựa của Tài, chứ không phải là của mà ông trời sanh ra, hay là không có ai mà tại cái kiếp hồi xưa hay là gì chứ á. Cái đó là cái tự cái mình chọn lựa, chứ không phải là mình để thừa ai được chứ á. Bởi vì cốt mà Tài nghe cái câu nói hồi xưa đó là một bước sai lầm ngàn thu ân hận, Tài rất là tin cốt mà còn nhỏ đó. Mà bây giờ đó, lớn lên rồi đó, Tài biết cái sự thành công nó tạo ra làm sao là tự mình tạo ra đó. Tài không có tin cái câu nói đó nữa. Bởi vì Tài làm cái video này đó để mà chia sẻ với các bạn á, là mà đừng có mà tin mấy cái lời đó. Tại vì dù mình làm hồi xưa đó mình làm thất bại, hay là mình làm một bước mà sai lầm hay là gì đó, nó không sao. Tại vì liền bây giờ đó mình có cơ hội đó, mình vẫn còn sống, mình vẫn còn thở được, mình vẫn còn mà suy nghĩ được đó, thì mình có cơ hội khác đó để sửa cái sai lầm đó. Mình mà tiếp tục mà làm cái sai lầm đó,
là nó không phải là cái câu nói là không phải là một bước sai lầm ngàn thu ân hận, mà một bước sai lầm nữa mà mình làm cái sai lầm đó thêm 1000 lần nữa, 1000 năm nữa, 1000 mà mùa thu nữa. Bởi vì á, lúc mà mình làm cái mà sai lầm đó là mình nên mà chấp nhận á, là mình làm cái sai lầm đó rồi xong rồi mình chỉ mà tiếp tục tới, mình đừng có để cái sai lầm đó mà nó mà chặn mình lại xong mình không có tiến bộ tới được. Bởi vì mình tại muốn mà bạn suy nghĩ cũng mà bà con ta nói gì đó, mình nhớ rằng đó là không phải là một bước sai lầm 1000 thu ân hận, mà một bước sai lầm mà mình không thay đổi cái vấn đề mình làm đó thì nó sẽ thất bại thêm 1000 lần nữa. Cái sự thất bại đó là một cái sự mà bà con sợ chết màu nhất đó, trong cái vấn đề mà thành công á. Bởi vì lúc mà bạn thất bại đó, bạn chỉ nhớ rằng đó là mỗi cái sự thất bại mà hay là một bước sai lầm mà bạn làm đó thì là một bước nó gần hơn cái sự thành công của mình muốn. Còn mấy cái người mà không thất bại đó không bao giờ họ mà thành công. Trong một cái mà comment của một cái video mà Tài làm đó, có một bạn ghi rằng đó là cái sự thành công nó đứng trên sự thất bại hay là gì đó, hay là cái sự thất bại á là người mẹ của cái sự thành công đó. Thì trong mấy cái câu nói đó là cái câu nói đúng đó. Bởi vì mình sớm thất bại hay là mình sớm mà sai lầm chừng nào đó nó tốt chừng ấy. Tại vì á, mỗi cái người mà người ta thành công đó, thí dụ như hồi xưa đi, Tài mà không có cái sự thất bại, mà không có cái sự mà sự thất bại hay là cái sự mà sai lầm với mấy mà cô gái đẹp đi, thì lúc đó Tài cũng không có đứa gái đẹp nào trong mà cuộc đời của Tài hết trơn á. Mà lúc mà sao mà Tài ra Tài mà học mà cô gái đó, rồi xong rồi nói chuyện với mà mấy đứa gái rồi đó, rồi xong rồi Tài sai lầm mà không phải 1000 lần mà mấy chục ngàn lần luôn á. Lúc đó đó, xong bây giờ đó, Tài có cái sự mà tự tin đó, với lại cái phương pháp, với lại cái mà cái tài năng để giao thiệp với mà người đàn bà được. Mà phải hồi đó mà Tài không có đi qua mấy cái sự thất bại đó, mà không có qua mấy cái sự sai lầm đó, liền bây giờ Tài không có bao giờ có cái cơ hội mà liền bây giờ đó, cái tài năng để giao thiệp với mấy người đàn bà mà rồi xong rồi không có sợ mà trong lòng hay là không biết mà bí lù, không biết mà câm miệng, không biết nói gì. Okay. Bởi vì mong rằng cũng mà các bạn mà coi cái video này đó, các bạn ngồi suy nghĩ lại coi, để đừng có làm cái sự thất bại hay là cái sự mà sai lầm mà mình làm hồi xưa đó nó cầm bạn lại, rồi xong rồi không có được tiến bộ tới trong mà tương lai. Rồi xong rồi bạn mà thấy mà người nào, người bạn nào hay là họ làm mà sai lầm hồi xưa đó, rồi xong cái bây giờ họ không có mà tiến bộ tới được đó, họ bạn nên chia sẻ cái video này với họ để mà họ có cái cơ hội để nghe người khác giải nghĩa cái mà cái câu nói mà đó giống như sao đó, để họ mà có cái cơ hội để mà suy nghĩ cái phương pháp khác đó để mà tiếp tục tới. Ok, cảm ơn các bạn mà coi cái video này ha, rồi xong rồi chúng mình gặp lại sau trong cái mà video tới. Liền bây giờ Tài đang chạy trong North Dallas, cái miền bắc của thành phố mà Dallas bên Mỹ này, xong nó mà đang chạy đi, xong rồi chạy đi xong ngừng đi ngừng á, tại vì liền bây giờ ở đây đó, nó bữa sáng đó, rồi xong ở đây nó mà nó cái xe cộ đây nó nó bận lắm, rồi xong rồi không có ai mà chạy hơn mà liền giờ đang chạy cỡ 15-16 mà km một giờ thôi, tại vì nó không có mà nó không đi mà nhanh hơn được nữa. Ok, bây giờ chúng mình gặp lại sau ha, rồi xong rồi nhớ mà bạn mà chưa mà subscribe vô cái mà đài mà này đó, bấm nút mà subscribe dưới đó, rồi xong rồi bạn mà thích cái mà video này á thì mà bấm cái mà thumbs up á để cho Tài biết á, còn không thích á bấm cái mà thumbs down á để cho Tài biết nữa, để Tài đừng mà tốn thời giờ để mà làm mấy cái video mà bà con không muốn mà coi. Ok, ok, cảm ơn, xong rồi chúng mình gặp lại sau.